Chào các bạn, đây là thành phẩm của món gà không muối khác đấy các bạn. Đây là một cái món rất là ngon mà khi mà chúng ta bọc thành xôi như thế này. Và bây giờ thì các bạn cùng chuyện về món này với mình các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ quay một video clip về món gà không muối thoát, hay là còn gọi là gà bọc xôi các bạn. Nguyên liệu thì các bạn chuẩn bị cho mình đó là gà. Gà này khi mà các bạn làm cái món này ấy, thì các bạn lựa chọn gà mái nha. Gà mái tầm từ cân rưỡi đến cân 7 ấy, thì là ăn nó sẽ rất là ngọt thịt và nó không bị bã, không khô. Và khi mà mình hấp ấy, thì nó cũng nhanh chín hơn rất là nhiều. Và đặc biệt một cái đó là ăn nó ngọt. Còn nếu như các bạn hấp cái gà nó to quá thì thịt nó bị bã ấy, thì ăn cái món này nó sẽ không được ngon đâu. Và gà này sau khi mà mua về thì các bạn sẽ sơ chế cho mình bằng cách đó là các bạn sát muối ở phía bên ngoài cùng với rượu nha. Mình cũng đã sơ chế qua rồi, đó là sát muối và với rượu rồi để cho nó khử cái mùi tanh của gà đi các bạn. Và bây giờ thì mình cùng nhau làm cái món này. Nhưng mà trước khi mà ướp gà để hấp ấy, thì mình sẽ đem cái gạo nếp. Nếp thì các bạn sẽ sử dụng nếp nào cũng được, nhưng mà ở đây thì mình sử dụng cái nếp cái hoa vàng. Và cái nếp này thì các bạn sẽ nấu cơm nếp cho mình nhé. Các bạn sử dụng 3 cái bát như thế này. Nó cỡ tầm một cái bát này nó cỡ tầm 250g này. Và chỗ này khoảng độ 800g gạo nếp thì chúng ta mới bọc đủ một cái con gà như thế này các bạn nha. Hoặc là các bạn nấu nhiều hơn một chút cũng được, khoảng tầm 900g đến 1kg gạo nếp nhé. Và các bạn sẽ phải nấu nó hơi nhả nhả một chút. Các bạn sử dụng cái nồi cơm điện để các bạn cắm như là cắm cơm ấy. Bây giờ thì mình đem cái gạo này đi mình vo đã các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ đem cái gạo này đi để mình vo nhé. Các bạn sử dụng ba cái bát con gạo đó, nó tầm 700-800 đến 900g gạo nếp thì mình mới bọc đủ một cái con gà như vậy á. Các bạn sẽ vo sạch cái gạo nếp này đi để mình cắm như là các bạn cắm cơm ấy, nhưng mà bởi vì là gạo nếp nó không ưa nước cho nên là các bạn sẽ cắm một chút nước thôi nha, cân sức cái mặt gạo hơn hơn mặt gạo một chút. Cái hoa vàng này rất là thơm các bạn. Xong thì các bạn sẽ cho nước xâm xấp mặt gạo này cho mình nhé. Các bạn sẽ cho nước xâm xấp gạo như thế này cho mình nhé. Khoảng độ 0,5cm gì đó trên cái mặt gạo thôi. Để mình cắm nó hơi nhã một chút thì khi mà mình bó vào thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều ấy. Và nó bó thì nó sẽ kết dính vào cái con gà. Còn nếu như các bạn xôi thì cái xôi này nó không kết dính ấy, thì mình sẽ khó bó được cái con gà nha. Bây giờ thì mình đem đi mình cắm thôi. Các bạn sẽ bật ở chế độ nấu nhá. Và khi mà nấu xong nó bật lên lần thì các bạn sẽ bật lại một lần nữa cho mình nha, để cho nó chín cái phần nếp ấy. Cái phần gà này thì bây giờ mình sẽ, các bạn sẽ bỏ phần đầu cho mình nhá, phần từ phần cổ ấy. Mình chỉ bó cái phần thân thôi các bạn nha. Các bạn sẽ bó từ cái phần thân cho mình, còn cái phần cổ thì các bạn sẽ hấp chín để mình ăn ở ngoài thôi. Còn cái phần chân ấy thì các bạn sẽ nhét vào trong bụng của con gà cho mình như thế này nha. Các bạn nhét vào bụng như thế này thì khi mà mình đó, các bạn không phải lo là bó khó nha. Các bạn nhét hết vào phần bụng của con gà như thế này đó. Bây giờ để con gà nó
ngấm được gia vị hơn ấy, thì các bạn sẽ ướp cho mình một chút gia vị vào để cho nó thơm thơm cái phần thịt gà nhá. Bạn cắt bỏ cái phần các bạn sẽ dùng cái gừng và hành khô nhá để mình ướp chung với gà ấy, thì nó sẽ tạo cái mùi thơm cho gà của mình nhá. Và các bạn sẽ cho các gia vị thông thường vào để mình ướp chung. Các bạn sẽ ướp với các gia vị thông thường như là 2 muỗng bột nêm, 2-3 muỗng bột nêm cho mình nhé. Các bạn cho mình 2 muỗng bột ngọt, chút muối nha, chút muối. Sau đó thì các bạn sẽ trộn đều lên để mình sát ở ngoài con gà ấy, để cho cái phần gà của mình nó ngọt. Các bạn sẽ sát vào. Các bạn sẽ sát cái phần gia vị mà mình vừa mới trộn ấy. Sau đó thì các bạn sát ở phía ngoài ấy, để cho con gà của mình nó ngấm gia vị. Sau đó thì các bạn sẽ cho cả cái phần cổ vào để mình hấp nhé. Và các bạn sẽ hấp con gà này chín từ 60-70% cho mình thôi. Sau đó để chiên sơ qua. Bây giờ thì các bạn sẽ hấp gà chín 70-80% cho mình nhé. Và khi mà hấp gà như này thì các bạn sẽ hấp cho mình khoảng từ 20 phút thôi các bạn nhé, để cho gà nó chín chín một chút thôi, chín từ 60-70% thôi các bạn nhé. Và bây giờ thì các bạn sẽ trong lúc mà mình chờ gà chín hoặc với xôi chín ý, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một chút bột chiên xù các bạn nha, để sau khi mà mình bó xôi xong ấy thì các bạn sẽ lăn qua cái bột chiên xù này, thì nó sẽ làm cho cái món gà của mình nó màu rất là đẹp và cái vỏ xôi nó giòn ấy. Các bạn nghiền nhuyễn ra cho mình nha. Thêm chút
cho ra một cái bát cho mình để lát đỡ. Đó, các bạn cứ nghiền thật là mịn ra như thế này nha. Thì khi mà mình lăn cái gà mà mình đã bó xôi vào rồi ấy, thì nó sẽ rất là mịn. Và khi mà mình chiên lên thì màu nó sẽ rất là đẹp ấy các bạn. Sau khi mà các bạn nấu được 15 phút như mình như thế này nhá, thì các bạn sẽ tắt bếp và mình sẽ om như vậy để cho gà nó tự chín ấy. Và khi mà các bạn hấp gà như thế này thì gà sẽ rất là ngọt các bạn nha. Sau khi mà các bạn thấy cái nồi cơm nếp của mình nó đã bật lên ấy, thì các bạn sẽ đảo qua nhé. Sau đó các bạn sẽ dí thêm một lần nữa để cho nó chín đều hết các cái hạt nếp này nha. Đó, các bạn sẽ thấy là cái nếp của mình nó rất là dẻo khi các bạn nấu dưới dạng cơm nếp như thế này nha. Đó, mình sẽ bật thêm lần nữa để cho nó chín các bạn nhé. Sau khi mà các bạn đã nấu chín sôi và cái gà của mình nó chín được khoảng độ 70-80% thế này thì bây giờ mình bắt đầu mình làm các bạn nhé. Các bạn sẽ cho sôi ra và mình dàn nó ra. Các bạn sẽ sử dụng cho mình cái mâm nhé. Và các bạn dùng cái màng bọc thực phẩm ấy, các bạn bọc ở dưới cái mâm này để lát nữa mình cuốn con gà thì nó sẽ dễ hơn nha. Các bạn sẽ cho hết cái phần xôi ra để mình làm nhé. Cái xôi này thì các bạn sẽ phải làm nó hơi nhẹ nhàng một chút. Thì khi mà mình bó ấy, mình cuộn với cái con gà thì nó sẽ dễ hơn các bạn nha. Bây giờ thì mình sẽ cho con gà này vào để mình bó các bạn nha. Bây giờ thì mình sẽ bó cái xôi này vào con gà này các bạn nhé. Các bạn bó làm sao để cho cái phần xôi nó bọc kín được hết cái con gà của mình ấy. Đó, sau khi mà các bạn đã hết xôi được vào với con gà như thế này này, các bạn sẽ nén nó lại cho mình nhé. Các bạn sẽ bó để cho cái phần xôi nó bám chắc vào với con gà của mình ấy các bạn. Sau khi mà các bạn đã bó chặt cái phần xôi nó bám vào con gà như thế này thì các bạn sẽ để cho mình trong ngăn đá tủ lạnh khoảng độ 1 tiếng nhá, để cái phần xôi nó cứng thì khi mà mình đem đi chiên thì nó sẽ không bị vỡ ra các bạn nha. Hoặc là nếu như mà các bạn không có thời gian để ngăn đá tủ lạnh thì các bạn để cái phần xôi này nguội thì mình mới đem đi mình chiên các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần gà này vào ngăn đá tủ lạnh các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã để trong ngăn mát tủ lạnh ấy, các bạn thấy cái phần xôi của mình nó nguội và nó cứng lại rồi, thì bây giờ mình sẽ lăn qua cái bột chiên các bạn nhé. Các bạn lăn qua cái bột chiên này thì nó sẽ làm cho cái vỏ xôi nó rất là giòn. Bây giờ mình sẽ lăn trước, lăn qua trước như thế này để
cho nó không bị dính ra ngoài các bạn. Các bạn sẽ lăn để cho cả cái phần xôi, tất cả các phần xôi này nó các bạn sẽ cho một cái lớp mỏng bột chiên như thế này nhé, để nó tạo cho cái vỏ xôi nó rất là giòn nhé các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đem cái xôi này đi để mình chiên qua dầu các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình cái chảo dầu lớn nhé. Sau đó thì chút đi thì cái món này mình chiên nó sẽ dễ hơn nha. Các bạn sẽ cho cái phần xôi này vào cái chảo dầu nóng như này các bạn nha. Các bạn sẽ lấy cái thìa để mình múc cái dầu lên trên ấy. Các bạn sẽ tưới cái dầu nóng lên nhá, để cái phần trên của mình lát nữa mình chiên thì nó sẽ nhanh vàng hơn. Khi mà các bạn thấy cái phần gà của mình nó được như này thì mình sẽ lật nhá. Các bạn sẽ lật con gà. Và các bạn cứ chiên như lật qua lật lại như vậy cho nó đến hết các bạn nha. Sau khi mà các bạn lật ấy thì cái phần xôi của mình nó sẽ hơi bị tách ra một chút như thế này, nhưng mà không sao các bạn nhé, cái món này nó cũng rất là ngon. Bởi vì là con gà nó hơi to ấy. Còn nếu như các bạn làm gà không mới khác thì các bạn sẽ làm cho mình con gà từ, nói chung là cứ 1 cân thì 1 cân 2 thì là đẹp nhất, còn 1 cân rưỡi như thế này nó cũng hơi to ấy. Nhưng mà gà khi mà mình hấp lên rồi thì nó sẽ rất là ngọt thịt. Và khi mà mình chiên như thế này thì gà nó sẽ chín nha. Bởi vì mình hấp thì mình sẽ chỉ hấp nó chín 60-70% thôi các bạn. Và khi mà mình chiên dầu như thế này, dầu nó rất là nóng và nó sẽ làm cho cái gà của mình chín luôn các bạn nha. Và khi mà các bạn bởi vì mình làm gà không mới khác ấy, thì là các bạn sẽ phải chiên đủ cả 4 mặt cho mình thì cái phần xôi nó mới được vàng và ngon như thế này các bạn nhé. Đó. Sau khi mà các bạn chiên đủ 4 mặt rồi ý, thì bây giờ mình sẽ bỏ ra các bạn nhé. Tại vì là nếu như mà các bạn trước khi các bạn bỏ thì các bạn sẽ tắt bếp cho mình nha. Sau đó thì mình sẽ nhấc ra thì nó sẽ không nguy hiểm đấy. Sau khi mà các bạn đã làm xong rồi thì các bạn sẽ cắt cái phần xôi này ra nhé. Các bạn sẽ thấy là cái phần xôi nó rất là giòn và nó vẫn giữ được. Các bạn sẽ mở ra như thế này. Ở phía trong thì cái phần gà của mình nó đã chín rồi các bạn. Và cái gà này thì các bạn để nguội một chút, sau đó các bạn sẽ xé nó ra nhé. Bây giờ thì mình sẽ cắt xôi thành những cái miếng nhỏ ra các bạn nhé. Ở phía ngoài thì nó vẫn rất là giòn và ở trong thì nó vẫn có cái độ dẻo, không quá khô các bạn ạ. Phần xôi để ăn kèm với gà thì các bạn cứ cắt thành những cái miếng nhỏ như vậy thì khi mà mình ăn thì nó sẽ rất là ngon. Cái gà này khi mà mình ăn ấy thì các bạn sẽ xé nó ra nha.
Sau khi mà các bạn để gà nguội một chút ý, thì các bạn có thể chặt hoặc là xé gà ra nhé. Đây thì mình sẽ chặt cái gà này ra. Gà các bạn sẽ thấy là gà khi mà mình hấp chín 60-70% ấy, thì khi mà mình chiên như thế này thì nó sẽ chín luôn các bạn nha. Và ăn nó sẽ rất là ngọt ấy. Các bạn sẽ thấy là cái gà này khi mà các bạn hấp như vậy và chiên lên như thế này thì ăn nó sẽ rất là ngọt thịt. Và các bạn lựa chọn cái gà mái ấy. Gà này là gà mái tơ này các bạn ạ. Thì ăn nó sẽ rất là ngọt. Vậy là mình đã làm xong, chặt xong cái gà rồi các bạn nhé. Và đây là cái món gà không lối thoát này các bạn này. Ăn rất là ngon. Và đặc biệt là cái thịt gà nó rất là ngọt ấy. Phần xôi ăn kèm thì rất là ngon. Và mình chúc các bạn làm thành công cái món này các bạn nhé. Và nếu các bạn thấy thích video này, các bạn đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video clip tiếp theo nha.